đoán án kỳ quan. Kết nghĩa thật, Triệu Tương gửi mẹ và gửi vợ, giả can trường, tưởng vân cửa Phật, trộm phấn son. Thơ rằng, ai bảo kết giao dễ, kết giao thật khó thay, kết vàng hơn kết ngãi, kết mặt khó kết lòng. Dương Tá không xuất thiệt, Phạm Trương chẳng thấy đâu. Thường thì rượu thịt, tối mắt lại, hễ thấy tiền bạc lòng nhốt nhơ, luôn luôn lật lọng như sóng vỗ, biết bao bè bạn thành kẻ thù. Xin anh hãy rót cho chàn chén, lắng nghe tôi kể chuyện đời này. Chuyện này xảy ra tại huyện Hoa Đình, phủ Tùng Giang. Người ấy là Triệu Tương, hiệu là Quân Phủ. Cha mất từ lúc 12 tuổi, mẹ là Vương Thị, lúc đó mới 27 tuổi, phải vất vả lo toan nuôi nấng con nên người. Đến tuổi trưởng thành, anh mới lấy Phùng Thị, một người vợ có nhan sắc. Ba người đều sống dựa vào gia tài của ông cha để lại. Một người láng giềng tên là Đổng Cận Tuyền, làm nghề thợ may. Hễ trong làng có việc ma chay hoặc cưới xin thì đều thấy có mặt ông ta cả. Dựa vào tuổi cao, Đổng Cận Tuyền thường đứng ra thu tiền mua sắm lễ vật. Đây là việc chung của mọi người, nhưng vì sao Đổng Cận Tuyền lại một mình chịu vất vả như thế? Số tiền mừng hay phúng viếng có khi chỉ thu 1 đồng, nếu lễ hậu thì thu 2 đồng. Làm người đứng hầu, không những mình không phải nộp, mà số người đóng góp đông lên thì có thể bớt xới được chút ít cho riêng mình. Khi chủ nhà chuẩn bị cỗ bàn, ngoài việc được ăn cỗ ra, hôm sau dọn dẹp nhà cửa cũng phải mời ông ta tới ăn. Vì béo bở như thế nên Đổng Cận Tuyền thường dò hỏi xem nhà nào mừng thọ, nhà nào sinh con. Thế rồi ông ta bỏ việc nhà, lùi tới nhà đó bắt thân. Một lần ông ta tất tả đến nhà Triệu Tương nói: nhà họ Lý bán rượu phía đông làng, đêm qua đã dọn đi rồi. Tối nay sẽ có một người họ Tưởng từ Nam Môn dọn nhà tới đó. Nghe nói anh Tưởng tuy tuổi không cao nhưng rất hiểu đời. Mấy nhà chúng ta có mỗi người một ít tiền để mừng anh ấy, xin anh ấy góp một phần. Triệu Tương nói: việc này ta nên làm, nhưng mỗi người phải bỏ ra bao nhiêu mới đáng? Theo mọi người thì ta nên bỏ ra trước mỗi người 1.50 đồng. Đổng Cận Tuyền nói: đến khi xong xuôi hãy tính toán sau. Thế rồi Cận Tiền thu ngay tiền, tự đi mua sắm lễ vật, không cần tính toán chi ly. Người họ Tưởng tên Húy là Vân, thuộc hàng thứ 3, tên thường gọi là Phật Ca, tên chữ là Công Độ. Ông cha 3 đời đều làm viên ở phủ này, tài sản để lại đáng giá 1.000 vàng. Chỉ vì Tưởng Vân còn trẻ đã mồ côi cha nên không được dạy bảo, chơi bời cờ bạc. Chờ đến đời thứ 3 thì tài sản ông cha để lại đã khánh kiệt. Từ đó sinh ra buồn chán, chỉ sống dựa vào đơn từ kiện cáo của người khác. Hôm ấy anh ta dọn nhà, Đổng Cận Tuyền mới đưa lễ tới mừng. Tưởng Vân vui vẻ nhận lễ, chọn ngày mang danh thiếp tới mời, bày biện cỗ bàn thịnh soạn. Đêm ấy khách ăn uống đều là những người láng giềng. Những người này đều làm nghề thủ công, vốn thô lỗ và thật thà. Họ chỉ ham thích rượu thịt, ăn uống thả sức, song để chi huyện không phải là thói xấu. Còn Tưởng Vân thì tỏ ra là người có học, am hiểu thời thế, nói năng ngọt ngào, khiến cho mọi người ngồi im thin thít, chẳng ai chen vào được câu nào. Chỉ có Triệu Tương am hiểu đôi chút, dịu dàng nhã nhặn, tuổi lại còn ít, ngồi ở cuối chiếu, đúng vào mâm của gia chủ. Bởi thế hai người chuyện trò rất tâm đắc. Đêm ấy tan cuộc, Triệu Tương về nhà khoe với Vương Thị rằng Tưởng Vân thường lui tới cửa quan, là một người tài giỏi hòa nhã, đối đãi với mọi người rất chu đáo lịch thiệp. Vương Thị mới nói: con không có anh em, có được người láng giềng như thế, con nên kết nghĩa. Sáng hôm sau Triệu Tương sang tạ ơn, Tưởng Vân mới cười nói: tôi đây rất xấu hổ, cố bản quá đơn sơ, thật là có lỗi. May được anh quan tâm, hiện vẫn còn rượu ngon. Anh ngồi lại đây uống với tôi chén rượu, rồi chúng ta cùng nói chuyện. Triệu Tương vội vã đứng dậy từ chối, Tưởng Vân cứ nài không cho về. Thế là Triệu Tương ngồi lại uống rượu cho mãi tận trưa. Từ đó về sau họ thường qua lại uống rượu, chẳng giữ kẽ gì nữa. Một hôm huyện đường có việc kiện tụng,
Tưởng Vân dậy từ rất sớm, rửa mặt, chải đầu rồi ra đi. Vừa bước ra khỏi cửa, anh ta thấy bên thành giếng có một người con gái xinh đẹp đang múc nước. Lại gần nhìn kỹ thì quả là người đàn bà ấy đẹp tuyệt vời. Chỉ thấy dáng vẻ dịu dàng, tấm thân uyển chuyển, nét mặt phớt hồng, đẹp tựa đào hoa, khêu gợi hồn tống ngọc. Ôi, nét mày xanh xinh tươi đẹp, hà tất mượn bút vẽ chàng trương, tóc mai buông rối lòa xòa, đẹp tựa cảnh thiên nhiên mỹ lệ. Tưởng Vân mới dừng chân đứng chờ người ấy múc nước, rồi bước vào cửa, bấm đốt tay nhẩm tính những nhà hàng xóm, mới biết đây là vợ của Triệu Tương. Anh ta vừa đi vừa nghĩ thầm, sao vợ của Triệu Tương lại đẹp đến mê hồn như thế này nhỉ? Ta phải tìm cách chiếm đoạt mới thỏa nguyện. Từ đó về sau, anh ta thường mua hoa quả tươi ngon đến biếu Vương thị, việc gì cũng tỏ vẻ ân cần. Đối với Triệu Tương thì hắn ngày càng thân mật. Khi cha đã mất, Triệu Tương phải mượn một món tiền để lo ma chay. Mấy năm qua tiền gốc chưa lãi, chưa trả được, lãi mẹ lại đẻ lãi con, vượt cả tiền gốc. Anh muốn xin chủ nhân nhượng xóa nợ cho mình, song nào có biết sổ nợ của nhà Can chẳng bao giờ chịu để thiếu một xu. Chủ nợ không chịu, còn sai quản gia gọi Cố Kính dẫn bọn người hầu đến nhà Triệu Tương để làm ầm ĩ. Vì còn trẻ người non dạ, Triệu Tương cố tình không trả. Chúng bèn dùng thừng đay chòng vào cổ Triệu Tương rồi lôi đi bẩm quan. Một mình Triệu Tương không sao chống lại được bọn đầy tớ độc ác. Trước đây Đồng Cận Tuyền, người sát vách, cùng mấy nhà hàng xóm đã khuyên giải Triệu Tương. Song lần này họ biết thế lực của bọn quan lại trong làng nên không ai dám ngăn cản. Hương thị mới cuống lên, chẳng giữ gìn gì nữa, chạy ra đường kêu khóc. Đúng lúc chưa phân giải, Tưởng Vân mới cùng với mấy người bạn về nhà, chen vào đám đông xem sự thể ra sao. Thấy Triệu Tương, anh ta kinh ngạc kêu lên, hóa ra là Triệu Tương, vì sao anh lại bị đánh đập nhục nhã thế này? Rồi anh ta xông vào đánh túi bụi những người lôi Triệu Tương. Cố Kính mới nói, anh Tưởng, anh đừng có nhúng vào chuyện này, bọn chúng tôi không phải là người dễ chơi đâu. Tưởng Vân quay lại thấy Cố Kính liền nói ngay, anh Cố à, chúng ta đều là người quen biết với nhau, chú Triệu là em họ tôi, cũng là một người có tư cách. Nếu như nợ cũ chưa trả xong thì việc gì đòi nợ lại như bắt cướp vậy? Anh đừng có dựa vào thế quan, còn tôi đây là người có hung thần phù trợ, chẳng thể để bè được tôi đâu. May mà tôi với anh đã quen biết nhau, nếu mang tới cửa quan tôi sẽ đứng lên làm đơn kiện, lúc đó trắng đen rõ ràng, các anh thoát thế nào được. Bọn người hầu thấy thế nói, ấy có lý lắm đấy. Rồi họ vào chùa Phổ Chiếu tìm một quán yên tĩnh ngồi uống rượu. Rượu đã ngà ngà, Cố Kính nói, món nợ này mượn đã lâu, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền lãi nhiều hơn tiền gốc, muốn xin xóa thì cũng được thôi. Chỉ có điều Triệu Tương phải nói với Nguyên Trung, hoặc tìm người thân trực tiếp nói với ông ấy để lấy khế ước vay nợ về thì sẽ xong. Nếu chỉ đóng cửa trở mặt mà không nói cho rõ ràng, cứ khăng khăng không trả thì không thể được. Số nợ chưa thanh toán xong thì nhất định ông ấy sẽ sai anh em chúng tôi đi đòi. Tới lúc ấy đừng bảo chúng tôi là không có tình nghĩa. Chẳng nhẽ anh em chúng tôi phải bỏ của nhà ra mà đền thay cho anh à? May gặp được anh Tưởng đây là người hiểu đời, việc thế thái nhân tình trong thiên hạ đều nhờ đến tay anh. Người xưa nói rất đúng, trả nợ phải trả hết gốc. Nếu như không cắt đứt đuôi nòng nọc, ông chủ lại sai bọn chúng tôi tới đòi, rồi lại động chạm đến anh, thì đừng có trách là chúng tôi không nói. Tưởng Vân nói, tôi đây xin nghe theo lời dạy bảo của anh. Tôi đã thấy được lòng tốt của các anh. Hôm nay đã khuya rồi, xin mời các anh hãy về đi. Ngày mai ăn cơm xong, tôi sẽ tới gặp ông chủ các anh, nhưng cũng cần các anh nói thêm vào, thằng em tôi nhất định sẽ hậu tạ. Tưởng Vân là người chuyên để ý đến những việc rắc rối, viết đơn kiện cáo và nổi tiếng. Những thân hào trong vùng phàm có việc kiện tụng đều đến nhờ anh ta giúp đỡ. Bởi thế Cố Kính không dám trái ý, chỉ vâng dạ rồi ra về. Sáng hôm sau, Vương thị gọi Triệu Tương dậy sớm, đến nhà Tưởng Vân cảm ơn, mong anh ta lo công việc chu toàn.
Sắp bước ra cổng thì Tưởng Vân đã tới. Triệu Tường mới vội vàng mời vào nhà. Vương thị đích thân ra cảm ơn. Tưởng Vân nói: tối qua tôi đã xem qua sổ nợ của cố Kính, thấy còn thiếu tất cả 11 lạng 7. Làm sao người ta chịu xóa nợ nhiều như thế? Ít ra cũng phải trả cho người ta một nửa thì mới xong. Còn cố Kính và bọn đầy tớ kia cũng phải lót tay một lạng. Chỉ sợ Triệu Tương một lúc lo ngay thì không kịp. Phải cố gắng mượn bạn bè được 5 lạng. Chờ lát nữa tôi sẽ trực tiếp đến xin. Nếu ổn thỏa tôi sẽ về báo lại. Nói xong định đứng dậy đi thì Triệu Tương giữ lại nói: cơm nương tôi đã chuẩn bị xong. Tuy không phải là mời anh, nhưng đây là chút lòng thành thực của tôi, xin anh đừng có từ chối. Tưởng Vân nói: quả thực đây là tấm lòng tốt của anh, tôi không dám chối từ. Nhưng thực tình sáng nay tôi có hẹn với gặp người bạn thân. Hãy chờ tôi giải quyết ổn thỏa mọi việc, khi ấy chúng ta ăn uống cũng không muộn. Rồi Tưởng Vân vội vàng vào thành. Vương thị mới nói với con: Tưởng Vân tốt như thế, ngay cả anh em ruột cũng chẳng bằng. Anh ấy đã không chịu ăn thì phải mua ít hoa quả, tối nay mời anh ấy đến làm lễ kết nghĩa anh em, đi lại với nhau mà nhờ anh ấy giúp đỡ. Triệu Tường mới gật đầu nói: mẹ không nói con cũng đã nghĩ rồi. Thế rồi anh mang tiền đi mua gà, cá tôm và một ít hoa quả tươi. Phùng thị xuống bếp chuẩn bị cơm nước, Vương thị thì hâm rượu. Đang lúc bận rộn chuẩn bị, bỗng thấy tiếng kẹt cửa. Triệu Tường vén rèm nhìn ra, thấy Tưởng Vân mặt mày hớn hở bước vào nhà khách. Triệu Tường mới hỏi ngay: việc tôi nhờ anh đã giải quyết ổn thỏa chưa? Tưởng Vân nói: tôi đến nhà đã thấy bạn tôi chờ ở đó, chúng tôi vào gặp ông ấy ngay. Lúc đầu ông ấy khăng khăng nhất định không nghe, nhưng tôi cố van nài mong ông ấy xóa hết. Thì cố Kính đứng bên cũng chẳng nói thêm rằng quả thực anh ấy rất nghèo túng, không thể xoay sở được. Anh ấy xin được trả một nửa, số còn lại xin ông xóa cho. Tôi lại phải 5 lần 7 lượt van xin, cuối cùng ông ta giảm cho 60 phần, cộng với tiền tạ ơn cố Kính, hết cả thảy là 5 lạng 6. Tờ cái ước vay nợ tôi đã mang về, anh hãy xem cho kỹ rồi nhận lấy. Triệu Tương đón lấy tờ khế ước, xem qua một lượt rồi xé đi. Triệu Tương quay ra vui vẻ nói chuyện với Tưởng Vân. Người mẹ đứng sau rèm nghe thấy hết. Vương thị thì vô cùng mừng rỡ, sửa sang khăn áo bước ra cảm ơn Tưởng Vân. Mẹ con tôi đơn côi, không ai nương tựa, luôn bị người ta khinh bỉ. Nếu không được anh giúp đỡ chu toàn thì lúc nào chúng tôi cũng như cá nằm trên thớt. Số tiền lãi ấy vừa phải trả đúng hạn, lại còn phải mang ơn. Tôi muốn nói một chuyện, không biết có được không? Tưởng Vân vội vàng đứng dậy, hớn hở tươi cười cúi lại rồi rất lễ phép: dạ bà dạy gì xin cứ nói, đừng ngại. Vương thị nói: tôi đã chuẩn bị chầu rượu hoa quả, nếu anh không chê nghèo hèn thì xin cho Triệu Tương được kết nghĩa anh em, mong anh đừng từ chối. Tưởng Vân đang lo chưa có đường lên vào nhà này, thấy nói kết nghĩa anh em, hắn rất đỗi vui mừng, bèn cúi xuống lại liền mấy lạy rồi nói: ý tôi cũng muốn thế đã lâu, nhưng chỉ lo nhà tôi bần hàn, khó mà kết nghĩa được với anh ấy. Nay nhờ bà thương yêu đến, thật là may cho tôi quá. Triệu Tương bèn bưng lễ ra bày trên bàn, thắp hương nến, rồi hai người cùng hướng lên bàn thờ thì kết nghĩa anh em. Tưởng Vân hơn 5 tuổi thì là anh, Triệu Tương là em. Hai người lễ xong rồi lập tức mời Vương thị ra nhận mặt. Vương thị nói: chỉ cần các anh lễ là được rồi, không nên bắt bà già này lễ nữa. Tưởng Vân vội vàng quỳ xuống lại 4 lạy, sau đó mời Phùng thị ra cùng gặp mặt. Cỗ được bày ra, mọi người vui vẻ ăn uống, cho mãi tới tận khuya mới tàn. Chỉ vì lần kết nghĩa này mà số phận của Triệu Tương, mẹ và vợ của anh ta thật là bi đát, cửa nhà tan nát, tính mạng nguy hiểm, hầu như chết một cách oan uổng. Từng có thơ rằng: cốt nhục tình nhà còn rất khó, huống hồ đem nó gửi người dưng. Thiên cổ anh hùng xưa vẫn hiếm, sau này nhẹ dạ kết đào viên.
Sau khi kết nghĩa, hai người ngày càng thân thiết. Đúng vào năm ấy, hạn hán lụt lội, giá thóc tăng vọt tới 4 lạng bạc 1 thạch. Triệu Tương ra trốn đô thành, trở về buồn rười rượi. Vương thị thì cứ gặng hỏi vì sao. Triệu Tương đáp: chẳng có việc gì khác, chỉ vì trời hạn hán mất mùa, gạo thâu củi thuế, con nghĩ miệng ăn núi lở, cứ ở nhà, mai ngày lấy gì độ thân. Con đây định đi buôn, nhưng lo rằng việc nhà không ai trông cậy, bởi thế đi cũng dở mà ở cũng không xong, cứ chần chờ không định được. Vương thị nói: mẹ cũng đã tính cho con từ trước, chỉ sợ con từ nhỏ đến giờ chưa từng xa nhà, và lại hàng có nhiều loại, không biết buôn bán loại nào cho có lãi. Nay con muốn đi xa mà làm trai phải có chí bốn phương, mẹ đâu dám ngăn cản con. Còn người trông coi việc nhà, con cũng không cần phải nghĩ ngợi, đã có anh trưởng quan tâm. Xong không biết con có tới đâu mua loại hàng gì cho có lãi. Triệu Tương nói: con được biết Hồ Quảng thóc gạo rẻ, con có một người bạn ở Triệu Vân Sơn, ở Lục Trần Hàng, nhà giàu có lắm, khuyên con đi buôn. Con đã bàn ký với anh ấy rồi, nếu đến đó mua gạo về, tính ra lãi tới quá nửa đấy. Vương thị mừng rỡ nói: nếu được bạn tốt dìu dắt thì mẹ chẳng cần phải lo lắng. Con hãy định ngày lên đường, mẹ cũng thu xếp bán ít đồ trang sức để lo chút vốn cho con, mua thêm được tí nào hay tí ấy. Đêm ấy hai mẹ con bàn soạn xong xuôi, sáng sớm hôm sau Triệu Tương đến nhà Triệu Vân Sơn hẹn ngày lên đường. Sau đó lại rẽ vào nhà Tưởng Vân, mời anh chiều nay đến nhà uống rượu, rồi đi mua thịt cá và một hũ rượu ngon. Chiều đến thức nhắm đã chuẩn bị xong, Triệu Tương lại mời Tưởng Vân đến dọn bàn, bưng ra một mâm cơm thịnh soạn. Tưởng Vân nói: không biết hôm nay chú mời khách nào đến nhà mà làm cơm thịnh soạn thế. Triệu Vân nói: em bất tài, hoàn toàn dựa vào anh che chở, làm bữa rượu nhạt, nhân tiện có việc nhỏ cần nói với anh. Tưởng Vân lại nói: là anh em một nhà thì cơm nước bình thường thôi, chú cứ bày vẽ như thế này thì lần sau ai còn dám đến nữa. Rồi họ cùng ngồi vào mâm. Lúc đầu họ còn nói chuyện ở chốn nha môn, sau vài tuần rượu thì Triệu Tương rót rượu tràn chén, hai tay nâng lên mời Tưởng Vân rồi nói: xin mời anh uống chén đầy này. Tưởng Vân ra sức chối từ: em đã biết tiểu lượng của anh rồi đấy, vì sao hôm nay cứ ép anh, có phải anh khách sáo gì đâu. Em không biết tiểu lượng của anh thế nào, nhưng đây là chén rượu lỗ, mà cũng chẳng phải bỗng dưng mời anh chén rượu này. Nếu anh uống thì em mới dám nhờ anh, còn như anh chối từ thì tất nhiên em sẽ trách anh và chẳng dám hé răng. Tưởng Vân đành miễn cưỡng uống cạn rồi nói: rượu là mệnh lệnh, xin sẵn sàng nghe em nói. Triệu Tương nói: cha em mất sớm, phải nương tựa vào mẹ già, đã 20 tuổi em vẫn chưa từng ra khỏi làng. Người ta nói làm trai phải có chí bốn phương, nghiệp nhà xa xút, nếu cứ ngồi há miệng chờ sung thì đâu phải là kế lâu dài. Đang lúc làm trời hạn hán, giá thóc gạo tăng vọt, mà lại có người bạn cũ rủ em đến sở chung để buôn bán. Lúc đi xa anh chẳng nhớ quê hương bạn bè, song điều khiến em chưa dám dứt áo ra đi đó là mẹ già không ai chăm sóc. Nay có anh thân thiết như ruột thịt, xin nhờ anh giúp đỡ. Em sợ khi em đi rồi tình cảm trước đây nhạt dần, bởi thế em có ý làm mâm cơm trước để nói lời tạm biệt, sau việc nhà xin cờ cậy anh. Sau khi em đi có việc gì xảy ra thì nước xa không cứu được lửa gần, điều đó hoàn toàn nhờ vào anh cả. Nếu mẹ già của em được cậy nhờ thì em chẳng phải lo lắng gì nữa. Song điều này đều tùy thuộc vào sự bao dung của anh, nếu anh bằng lòng thì em vô cùng biết ơn. Nghe xong Tưởng Vân vui vẻ nói: anh đây tuy kém cỏi nhưng vốn sẵn lòng hào hiệp, anh hứa với em sẽ hết lòng giúp đỡ. Hơn nữa lời thề kết nghĩa của anh em vẫn còn đó, mẹ em cũng như mẹ anh thôi, vợ em là em dâu của anh, em cứ yên tâm ra đi, không phải vấn vương gì đến việc nhà. Triệu Tương nói: anh đã hứa như thế thì xin anh ngồi lên trên và nhận của đứa em này một lạy.
Tưởng Vân vội vàng gạt tay, nhưng Triệu Tương đã quỳ xuống lạy, rồi tiếp đó lại thêm hai lạy nữa. Nước mắt Triệu Tương tự nhiên giàn giụa chảy tràn xuống má. Tưởng Vân mới an ủi: em đã tính toán như thế thì lần này ra đi tất sẽ toại nguyện, cớ sao lại nước mắt lưng tròng như đàn bà con gái vậy? Vương Thị cứ dặn đi dặn lại con rằng: con đi đường phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, rồi liệu mà về cho sớm, việc nhà đã có anh con lo liệu, gạo nương củi đuốc trong nhà mẹ sẽ tự lo, chỉ mong con đi chuyến này kiếm được ít lãi thì mẹ cũng chẳng uổng công vất vả. Tưởng Vân nói: ý em đã quyết, không biết rằng em định bao giờ thì nhổ neo, để anh còn chuẩn bị chén rượu nhà tiễn chân. Triệu Tương nói: dạ sáng sớm mai lên đường ạ. Tưởng Vân nói: đã đi ngay ư? Vậy anh phải thuê thuyền tiễn chân em. Lúc ấy trời đã gần tối, Tưởng Vân cáo từ ra về. Ngay đêm ấy, Triệu Tương dặn Phùng Thị rằng: cửa nhà sớm tối phải cẩn thận, có con trai đến nhà nhất thiết đừng ra mặt. Em thấy đây là việc nhỏ có thể thực lòng nhờ cậy Tưởng Vân. Phùng Thị nói: nhưng xét kỹ lời nói, sắc mặt và việc làm, e rằng anh ta không phải là người quân tử. Em chỉ do rằng sau này chẳng có lợi gì cho nhà ta. Triệu Tương nói: Tưởng Vân là đấng trượng phu nghĩa hiệp, anh đã thử từ lâu rồi, sao em lại đa nghi như thế? Đêm ấy vợ chồng trò chuyện, dặn dò nhau đủ điều. Sáng hôm sau, Triệu Vân Sơn, Triệu Tương lên thuyền đi thẳng đến Tô Châu. Từ khi Tưởng Vân gặp Phùng Thị múc nước bên giếng, lúc nào anh ta cũng tơ tưởng đến nàng. Tuy hàng ngày trông thấy nhau, song Phùng Thị lại là một người rất trinh tiết. Dù anh cố ý ân cần hay xa xôi bỡn cợt, nàng cũng không bao giờ mỉm cười. Bởi thế chỉ được nhìn thỏa thích, chứ không dám động đến nàng. Hôm ấy Tưởng Vân tiễn chân Triệu Tương đến Phú Châu rồi chia tay. Trên đường về Tưởng Vân mừng thầm, anh ta nghĩ: cho dù Phùng Thị không bằng lòng, Vương Thị làm trở ngại, cũng không thay đổi được dịp may hiếm có này đâu. Chỉ bằng trước hết phải đánh đổ được Vương Thị, nhất định con ấy phải trong tay mình. Tính toán xong, thuyền cập bến, trước tiên anh ta vào chào Vương Thị, sau đó mới về nhà dọn dẹp khay chén tiễn chân chủ thuyền. Ngày hôm sau, Tưởng Vân mua một con cá tươi, một con gà béo, một in bánh kẹo, sai vợ là Dương Xảo Cô đi lối cửa sau đến nhà Vương Thị. Vương Thị thấy thế rối rít cảm ơn, nhận gà cá và giữ Xảo Cô lại ăn cơm tối, lại đưa Xảo Cô về tận nhà. Về đến nhà, Xảo Cô giữ Vương Thị ở lại ăn kẹo, nấn ná mãi đến tận khuya mới về. Tưởng Vân lại soi đèn đưa chân Vương Thị về rồi khẽ dặn: nhà không có đàn ông, phải chú ý đề phòng bọn trộm. Nếu có động tĩnh nên lắng tai nghe kỹ, chứ đừng coi đó là mèo hay chuột. Vương Thị nói: tôi biết rồi, rất cảm ơn anh. Khuya rồi, anh về đi. Tưởng Vân đi được 4-5 bước lại quay lại nói: dầu tuy đắt nhưng cũng phải đốt một ngọn đèn nhỏ cho vững dạ. Vương Thị trên gác nói vọng xuống: hiểu rồi. Từ đó Tưởng Vân đang lui tới nhà họ Triệu. Buổi sáng hết củi thì anh ta đi mua, buổi chiều sang có rượu thì uống. Vương Thị rất vui và còn khâu cho anh ta một đôi giày. Tưởng Vân mang giày về. Hai hôm sau Vương Thị hỏi: giày tôi khâu cho, sao không thấy anh đi? Hay là tôi khâu xấu, anh không vừa ý? Tưởng Vân nói: dân cảm ơn mẹ đã tặng cho tôi đôi giày, tiếng nó còn mới, con không dám giỏ chân nên đã cất vào trong tủ. Một hôm Tưởng Vân mang đến một tấm lụa hoa, đòi Vương Thị cắt quần áo. Hắn ta cố ý để rơi chiếc thước xuống đất và tìm thước, nhưng tay lại cầm lấy chân Vương Thị. Vương Thị mới cười nói: anh nhầm rồi, đấy có phải là thước đâu, sao lại cầm chân tôi? Nếu Vương Thị là người trinh tiết thì lúc ấy phải nói cho anh ta biết, để lần sau anh ta bỏ ý nghĩ xấu xa ấy đi. Xong Vương Thị lại nói: cầm nhầm, há chẳng phải là có ý tình thứ gì ư? Vương Thị tuy tuổi đã 35 nhưng vẫn đẹp nón nà, trông chỉ khoảng dưới 30.
Từ ngày chồng mất đến nay đã ở vậy được 8 năm. Do cô Quạch chống trải lâu ngày, nay lại có người đàn ông suốt ngày ở nhà mình, mẹ mẹ con thân thiết như ruột thịt. Đừng nói gì đến Vương Thị, mà ngay cả một người đàn bà trinh tiết, e rằng cũng đẩy ra ý nghĩ tả dâm. May mà có Phùng Thị là người đứng đắn luôn ở bên cạnh, Vương Thị còn e ngại nên không dám bờm sòm. Vì thế đến ngày sinh nhật, Vương Thị muốn mời Ni cô ở chùa Quan Âm tên là Tĩnh Chiếu tới nhà đọc kinh. Vương Thị nhờ Tưởng Vân mua sắm hoa quả hương nến. Tưởng Vân mừng thầm nghĩ bụng, chỉ cần ta nói với Ni cô thì việc ấy sẽ xong. Thế rồi ngay hôm ấy, hắn mang 2 lạng bạc đến chùa đưa cho Tĩnh Chiếu, bàn kín với Ni cô sắp đặt mọi chuyện. Tuy trốn cửa thiền, song Tĩnh Chiếu vẫn quen thói trăng hoa. Thấy bạc, Tĩnh Chiếu tối mắt lại, hứa ngay với Tưởng Vân rằng: "Ây da, cư sĩ chẳng cần phải lo, nhờ vào 3 tấc lưỡi của tôi thì chắc chắn việc sẽ xong. Nhưng khi xong việc thì phải hậu tạ đấy." Tưởng Vân cười khanh khách, gật đầu ra về. Ngay chiều hôm ấy, Tĩnh Chiếu đến nhà họ Triệu. Thấy Vương Thị, Tĩnh Chiếu nói: "Mới ít lâu không gặp chị, nay lại gặp, thấy chị đẹp hẳn ra đấy, ngày càng nõn nà, chắc chị rất vui." Vương Thị đáp: "Cuộc sống nghèo túng quá buộc thì có gì mà vui. Tôi nghe anh thấy, thấy anh cư sĩ Tưởng là người kết nghĩa anh em, có người giúp đỡ, đấy là cái vui thứ nhất. Lại được tin anh Triệu Thương đi buôn bán xa, kiếm được nhiều tiền, đấy là niềm vui thứ hai. Ngày mừng sinh nhật sắp tới, ấy là niềm vui thứ ba. Lại còn một niềm vui ngoài ý muốn, khó mà nói ra được." Vương Thị nói: "Đa tạ, sư phụ chỉ biết cái vui của tôi, chứ đâu có biết tôi lo gạo nước củi đuốc, trông nom nhà cửa là đúng, là khổ hết chỗ nói. Sắp tới là ngày sinh nhật, tôi đã mua hương nến, muốn mời thầy trò sư phụ tới nhà tụng kinh niệm Phật một ngày. Chưa kịp sai người đến mời, ai ngờ cơn gió lạnh đã đưa sư phụ tới đây." Tĩnh Chiếu nói: "Cũng chính vì thế mà tôi đến đây. Ở nhà ồn ào không tiện, chỉ bằng chỉ mang hương nến đến chùa, núi rừng vắng vẻ, cùng với nhà chùa tụng kinh niệm Phật, tiện biết mấy, không biết ý chị thế nào." Vương Thị nói: "Được thế thì tốt quá, tới hôm ấy tôi sẽ đến sớm lễ chùa." Vương Thị định làm cỗ trai khoản đãi, nhưng Tĩnh Chiếu từ chối ra về, bởi thế mới có thơ rằng: "Mừng thọ trở thành hội uyên ương, nhà sư đã chỉ đất đưa đường." Hôm ấy Vương Thị dậy sớm trang điểm để Phùng Thị ở nhà, cùng Tưởng Vân và một thằng nhỏ mang hương nến hoa quả tới chùa. Nhìn quanh thì ở đây quả là chốn thiền môn thanh u tịch mịch. Chỉ thấy cửa ngoài rêu bước một màu xanh, bên dậu thủy dương khói tỏa cành, chỉ thấy một làn mây bạc mỏng lượn lờ cánh hạc nhẹ nhàng bay. Tĩnh Chiếu mời vào chùa, tòa sen đèn đến sáng trưng, khói hương nghi ngút. Thầy trò Tĩnh Chiếu đã niệm hết một quyển kinh dược sư. Vương Thị quỳ xuống lễ Phật rồi được nhà chùa mời tới phòng uống nước. Tĩnh Chiếu mới nói: "Tưởng cư sĩ cũng đã tới đây cùng uống trà." Vương Thị nói: "Đa tạ sư phụ, không có người ngoài, chúng tôi ngồi ăn chung cũng được." Vì đã ăn sáng nên thầy trò Tĩnh Chiếu vẫn ngồi tụng kinh trước Phật đường. Tưởng Vân dẫn Vương Thị ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, luôn nói những lời gợi tình để dụ dỗ. Vương Thị chỉ mỉm cười chẳng nói gì. Lát sau Tĩnh Chiếu giục họ tới ăn chay. Chờ cho Vương Thị và Tưởng Vân vào phòng, Tĩnh Chiếu mới nói: "Hai vị cứ ngồi ăn uống tự nhiên, tôi lên thắp một tuần nhang nữa rồi sẽ trở lại tiếp hai vị." Nói xong Tĩnh Chiếu nháy mắt ra hiệu cho Tưởng Vân rồi khép cửa phòng lại. Tưởng Vân tươi cười đến bên Vương Thị quỳ xuống nói: "Nỗi đau khổ của tôi nàng có biết không?" Vương Thị đập nhẹ vào vai của Tưởng Vân mỉm cười chửi: "Đồ con khỉ, ý xấu của anh tôi đã biết từ lâu rồi. Có điều ở đây không thể làm thế được đâu. Nhớ ra Tĩnh Chiếu đột ngột vào phòng thì ê mặt." Lúc ấy ngọn lửa tình dục của Vương Thị đã bùng lên, không sao dập được. Để mặc Tưởng Vân bế lên giường, cởi quần áo, rồi phút chốc mây mưa. Một chàng trai khinh bạc, một người đàn bà từ lâu quá chồng,
chẳng khác nào củi khô bén lửa. Họ tận hưởng khoái lạc đến tột độ. Bỗng phút chốc mồ hôi đẫm áo, hồn vía mê man. Từng có bài thơ chửi Tưởng Vân Phụ nghĩa bạc tình như sau: anh em kết nghĩa đã thề bội, ai hay dạ thú lại mặt người. Chỉ tiếc Phật đường nơi thanh tịnh, mà sao giường chóng sặc tà dâm. Tưởng Vân thỏa mãn dâm đãng tại chùa, tràn trề sung sướng. Từ đó về sau, cứ cách một đêm lại lẻn tới buồng của Vương Thị mây mưa khoái lạc. Có điều mẹ chồng nàng dâu ở hai phòng liền nhau, chỉ cách một vách gỗ mỏng, không thể che giấu được những tiếng sột soạt. Phùng Thị nằm sát vách, nghe rõ mồn một. Thực ra Tưởng Vân muốn mượn đường đánh hoắc. Khi đã thông dâm với Vương Thị, gã càng táo tợn. Mỗi khi Phùng Thị, gã sở tay nắm chân, đùa cợt khêu gọi, Phùng Thị không dám lên tiếng, chỉ ngấm ngầm tức giận. Một đêm sau khi mây mưa, Vương Thị bế Tưởng Vân nói: tuy được chàng gian díu mấy đêm, chỉ sợ người bên kia vách, nên chưa từng có hôm nào là thỏa thích. Ngay nói cũng không được, thế thì sao gọi là sướng? Tưởng Vân nói: làm như thế anh cũng cảm thấy buồn chán. Từ nay về sau cứ làm bừa đi, chẳng việc gì mà ngại. Phương Thị lắc đầu nói: thế sao được, nếu nó nghe thấy chẳng hóa ra mặt mò à? Tưởng Vân nói: nếu muốn nó không biết thì thôi không làm nữa, mà giấu thì có giấu được mãi đâu. Thôi thì cứ lôi nó cũng xuống vũng bùn để bịt mồm nó lại. Sau này chồng nó về, anh còn dịp đi lại, chứ không để đến nỗi đoạn tuyệt với em. Vương Thị trầm ngâm hồi lâu rồi nói: anh nói đúng, chỉ có điều như thế thì rẻ rúng anh quá. Hai người nói với nhau như thế càng thấy hứng tình, họ lại tiếp tục mây mưa một lần nữa. Về sau mỗi khi Tưởng Vân bắt chuyện với Phùng Thị, Vương Thị cố ý lánh đi chỗ khác. Người xưa thường nói: thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Phùng Thị là người rất đoan chính, thì Tưởng Vân làm sao lôi kéo được. Xong đến khi ngủ lại nghe thấy những lời dâm đãng, tình dục lâu ngày không được đáp ứng, Phùng Thị chịu đựng sao được. Chỉ vì sợ mà Phùng Thị không dám bước vào con đường tà dâm, Tưởng Vân lại bịa chuyện để đánh lừa. Hôm qua có một người từ Vũ Xương về, nói rằng có một người bạn họ Triệu cùng ở chung đã đi lại với một kỹ nữ, vốn liếng mất hết không về được nhà. Tôi nghĩ rằng từ đây đến Hồ Quảng không xa, thóc gạo rất dễ mua, sao mà lại mắc kẹt ở đấy lâu thế? Chẳng thấy tin tức gì, hay là có việc đó thật mà ta chưa biết được nhỉ? Phùng Thị nghe xong chẳng biết thực hư thế nào, nổi máu ghen, lòng dạ bỗng nhiên thay đổi rồi nói: anh ấy đã ở ngoài vui thú, chẳng dòm ngó gì đến ta, ta hà tất phải giữ mình làm gì cho khổ. Đàn bà vốn là người đoan chính trinh tiết, song sự ghen tuông đố kỵ cũng thật là ghê gớm. Khi ý nghĩ Phùng Thị đổi thay, lại có Vương Thị bên cạnh luôn luôn khen Tưởng Vân, điều đó khiến Phùng Thị lại càng có cảm tình với Tưởng Vân. Một hôm ba người ngẫu nhiên nói tới chuyện Tây Sương Ký, Phùng Thị nói: thôi anh Oanh là 10 con gái thất tiết, nói mà làm gì? Vương Thị nghe thấy tái mặt và nói: dục vọng giữa đàn ông và đàn bà ai mà chả có, con hãy xem những người đàn bà trên đời này giữ được trinh tiết có mấy người. Chỉ cần chọn người mà chơi, không đến nỗi dâm đãng là được. Ngựa nào mà chẳng ăn cỏ. Những chuyện như thế đầy giấy, nói sao hết được. Phùng Thị cúi đầu chẳng nói gì. Chạng vạng tối hôm ấy, Tưởng Vân mua một con cá trắng còn tươi rói mang xuống bếp. Đúng lúc Phùng Thị đang đứng một mình, Tưởng Vân nói: nghe thấy thím thích ăn cá tươi, anh nhã ý mua con cá này cho thím làm bữa tối. Tôi chẳng có gì ngon đưa đến biếu anh, sao anh cứ vẽ vời thế? Phùng Thị vừa nói vừa giơ tay cầm cá. Tiện tay Tưởng Vân nắm chặt lấy cổ tay trắng như ngó cần. Phùng Thị mỉm cười vợ như không biết. Tưởng Vân mừng thầm, thấy cá đã cắn câu rồi, rồi đem lời chồng gẹo. Thấy Phùng Thị cúi đầu, hai tay đỡ lấy ngang hông, vội vàng bước lên lầu. Tưởng Vân rón rén bước theo. Thò đầu nhìn vào, thấy Phùng Thị đang mở nắp thùng đi tiểu.
Khi đi xong, vén bông đít trắng phung phóp, lấy giấy lau. Không ngờ Tường Vân đứng đằng sau nhìn thấy, lửa tình ngùn ngụt bốc cháy, xông tới ôm chầm lấy ngang lưng. Cuống lên, Phùng Thị hai má đỏ như, khẽ kêu lên: "Trời ơi, giữa ban ngày anh làm trò gì thế? Tôi kêu lên thì anh mất mặt đấy." Tưởng Vân nói: "Anh đây yêu em vô cùng, nếu ôm được tấm thân ngọc ngà của em, anh chết cũng cam, cần gì đến thể diện." Phùng Thị van nài mãi rồi nói: "Nếu thế thì buông tay ra, chờ đến đêm tôi sẽ ngủ với anh." Phùng Thị nói: "Chỉ sợ em lừa để thoát thân rồi lại giở quẻ." Lúc ấy Tưởng Vân mới tin, lập tức buông tay. Váy áo Phùng Thị chưa kéo xuống vẫn lộ ra bộ mông nón nà phô pháp. Tưởng Vân cứ thế xoa vuốt ở đó rất lâu. Đường lên Vu Sơn đã mở, quả nhiên đêm ấy trở thành giấc mộng mây mưa. Đúng là đàn ông dâm đãng hay lừa dối, đàn bà như nước, khó giữ mình. Tưởng Vân lôi kéo được Vương Thị, thế rồi hàng đêm hai mẹ con thay nhau dâm đãng. Từ ngày đó, Tưởng Vân hàng ngày ra vào nhà Vương Thị chẳng hề sợ sệt. Xong người ta nói rồi, cái kim bọc lâu ngày thế nào cũng lòi ra, làm sao mà giấu được tai mắt mấy nhà hàng xóm. Anh thợ may Đồng Cận Tuyền thường đem chuyện kín ra mua vui, hòng gạ gẫm Tưởng Vân. Anh ta nghĩ mình là người biết chuyện kín của họ, nếu muốn bớt đi những điều thị phi sau này, thế nào Tưởng Vân cũng mời uống rượu. Xong Tưởng Vân cậy mình đi lại trốn quan trường, kết thân với những người chức sắc, không coi Đồng Cận Tuyền ra gì, nên không muốn hoài của mời anh ta. Thấy không được mời chào, Cận Tuyền bực rõ không vui. Chỉ chờ Triệu Thương về là anh ta mách Triệu Thương bắt bọn gian dâm. Triệu Vân Sơn cùng Triệu Thương rời khỏi nhà, suốt dọc đường không có chuyện gì xảy ra. Đến thành Hồ Nam, vào trạm giao dịch buôn bán, giữa lúc đang định mua hàng, vì một tranh chấp nhỏ mà xảy ra đánh nhau, hai người bị bắt. Xong Triệu Thương may mắn được tha, còn Triệu Vân Sơn phải ngồi tù. Hàng ngày Triệu Thương đưa cơm và lo lót nha môn cho Triệu Vân Sơn. Từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 9, lưng vốn cạn kiệt. Lúc đó Vân Sơn mới được tha. Hai người ở mức thất vọng, đành thu xếp hành lý trở về. Lúc đó đã vào giữa tháng 10. Hai người về nhà Triệu Vân Sơn đặt hành lý xuống. Vân Sơn lấy ra một ít bạc lẻ đưa cho Triệu Tương rồi nói: "Tôi với anh vận rồi, mắc phải kiện cáo. Mặc dù tôi đã mất hết vốn, nhưng sao tôi lại để anh trở về tay không? Hãy mang mấy lạng bạc lẻ này về chi dùng. Chờ tôi đòi nợ, tôi sẽ cho anh mượn thêm làm vốn." Triệu Tương xa nhà lâu ngày, thương mẹ nhớ vợ, chỉ mong nhanh chóng trở về nhà. Vội vàng cầm tiền bỏ vào tay áo, rồi từ biệt Vân Sơn trở về. Tới nhà, mặt trời đã đứng bóng, cổng vẫn chưa mở. Gõ cửa liên hồi mấy lần, không thấy mẹ và vợ ra. Vì cùng Tưởng Vân giở trò ma mãnh suốt đêm, nên hai mẹ con gần trưa mới ngủ dậy. Đang chải đầu rửa mặt thì thấy tiếng gõ cửa. Lắng nghe thì mới biết là Triệu Tương đã trở về. Bỗng trông họ rút lên vì sợ hãi. Phàm là những người đi xa trở về, gặp nhau đáng lý ra phải vui mừng khôn xiết, nhưng vì sao họ lại giật mình sợ hãi, gượng gạo nói cười. Nhưng nỗi xấu hổ làm sao che giấu được. Con người trở về buồn ủ rũ, mặt mày phờ phạc, cúi đầu thở dài, lại không thấy người vận chuyển hàng hóa. Lúc đó Vương Thị mới hỏi: "Vì sao con nấn ná mãi ở Hà Quảng đến nay mới về? Mua được những hàng gì, sao không bảo người ta chuyển về cho?" Triệu Thương bèn kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Phùng Thị mới nói: "Em không tin anh lại gặp tai họa ngang trái như thế. Nhất định là do anh say mê bọn kỹ nữ ở đường hoa ngõ liễu, nên mới mất hết cả vốn liếng, nay mới bịa ra những chuyện không đâu như thế." Triệu Thương đang định phân trần thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hóa ra Tưởng Vân đến thăm. Triệu Thương vội vã mời vào rồi cảm ơn rối rít. Tưởng Vân mới nói: "Tình cờ tôi gặp Triệu Vân Sơn, biết là em đã về, lại nghe em gặp phải chuyện không may, thật là đáng tiếc. Thôi, thua keo này ta bày keo khác, cũng chẳng muộn gì. Đường còn dài lắm, hà tất em phải bận tâm." Triệu Tương thở dài rồi nói:
Em là người lỡ thời thất thế, em chẳng còn có ngày cất lên được đâu. Triệu Tương lại kể những chuyện đã xảy ra một lần nữa, rồi mới vội vàng chuẩn bị rượu thịt, hoa quả để đãi Tưởng Vân. Tối ấy khi đang uống rượu thì mẹ và vợ bước ra tươi cười, liên tục rót rượu mời. Triệu Tương thấy hơi nghi ngờ. Tới khi ngủ, lúc vợ chồng ân ái thì Phùng Thị tỏ ra miễn cưỡng, không thấy vồ vập thích thú như trước. Khi chuyện ấy xong, Phùng Thị cứ khen Tưởng Vân làm Triệu Tương rất buồn. Sáng hôm sau, Triệu Tương dậy sớm, rửa mặt chải đầu. Sau đó anh sang nhà các nhà hàng xóm để thăm có. Cuối cùng tới nhà người thợ may họ Đồng. Đồng Cận Tuyển kéo anh ra nhà sau, bảo anh ngồi xuống, hỏi qua về tình hình làm ăn. Đồng Cận Tuyển mới nói: từ khi anh đi tới nay đã thấm thoát nửa năm, khiến ai chúng tôi luôn luôn mong nhớ anh. Không ngờ anh đi gặp điều chẳng lành, mất hết vốn, nhà lại không người trông nom. Lão già Cổ Hủ tuy ở sát nhà, nhưng nhà nào có cổng nhà ấy, sao mà quản được. Từ nay nhất thiết anh đừng đi đâu xa, sớm tối nên có người, với lại cũng phải đề phòng. Thể diện của người đàn ông là rất quan trọng. Lão già Cổ Hủ này cũng nói thế thôi, xin anh đừng giận. Triệu Tương nghe thấy thế ở mức không vui, đứng dậy ra về. Lúc ấy Triệu Vân Sơn và một số bạn bè thân thiết dọn rượu trên thuyền ở Hồ Bạch Long. Người đến mời đang chờ ở nhà. Triệu Tương không thể từ chối, bèn cùng hồ kéo nhau ra thành. Tới nơi, cơm sáng nhà thuyền đã chuẩn bị sẵn. Ăn xong đánh mấy ván cờ tiêu khiển, gần trưa lại dọn rượu ra uống, cho mãi tới vàng vàng mặt trời mới về. Triệu Tương say khướt, bước đi loạng choạng. Sắp tới nhà, anh mới nhớ lại như in những điều Cổng Cận Thuyền nói. Triệu Tương không đi lối cửa trước mà vòng ra cửa sau, ghé sát tay vào cửa nghe. Quả nhiên đấy, Tưởng Vân đang nói bên trong. Lúc đầu họ nói thì thào, Triệu Tương không nghe rõ, sau lại chỉ nghe thấy hai câu. Đụng đầu nhau thì ngượng mặt, anh phải đi lối cửa sau thôi. Triệu Tương lúc ấy tỉnh rượu, đột nhiên đung đung nổi giận, đang định gõ cửa vào, bỗng nghe thấy tiếng Đồng. Tưởng Vân mở cửa bước ra, hai người chạm trán nhau. Triệu Tường không chìm nổi, tung người lao tới. Tưởng Vân cho rằng đó là người hàng xóm đến dò la, đột nhiên nổi máu sôi lên, đè Triệu Tường xuống tống liền mấy quả. Đúng lúc ấy mẹ và vợ mang đèn chạy ra, thấy có người nắm xoài dưới đất, vội vàng soi đèn thì đó là Triệu Tường. Sợ quá, Tưởng Vân buông tay chạy vụt đi. Vương Thị và Phùng Thị hốt hoảng tới, đỡ Triệu Tương dậy, dìu lên gác. Triệu Tương mới để nguyên quần áo rồi ngủ thiếp đi. Mẹ chồng và nàng dâu cùng đi xuống dọn dẹp bát đĩa. Một lát sau, nghe thấy tiếng gọi mang trà, Phùng Thị vội vàng pha trà, hai tay bưng lên cho chồng. Triệu Tương mắt trừng trừng cầm lấy, ném vào mặt Phùng Thị. May mà Phùng Thị kịp thời tránh được, chiếc chén rơi xuống sàn gỗ vỡ tan tành. Phùng Thị nói: anh đi hàng nửa năm trời, vốn liếng hết sạch, nay về lại sinh ra cái thói rượu chè. Triệu Tương nổi giận lôi đỉnh thét lên: đổ đĩ, chứa chai trong nhà lại còn ra mồm à? Tao hỏi mày, thằng nào vừa đi ra cửa sau là thằng nào? Anh đừng có nói càn, anh uống rượu say bét nhè rồi ngã, em bà mẹ đã dìu anh lên đây, chưa có người nào đâu, anh hoa mắt à? Triệu Tương mới gào lên chửi: đổ đi, mày chứa chai trong nhà, tao đã biết hết rồi. Con dâm phụ kia, sớm muộn tao cũng giết chết mày. Vừa nói Triệu Tương vừa giơ tay túm tóc, tống túi bụi vào Phùng Thị. Vương Thị đang dọn dẹp bên dưới, nghe thấy Phùng Thị kêu la, bèn hoảng hốt chạy lên giằng tay Triệu Tương, ra sức khuyên can. Nhưng Triệu Tương cứ túm chặt lấy tóc của Phùng Thị không buông tha. Vương Thị cuống lên cắn vào cổ tay, lúc đó Triệu Tương mới buông. Phùng Thị thoát thân bỏ chạy. Triệu Tương càng phẫn nộ, định chạy xuống đuổi theo. Vương Thị mới cản lại, thì Triệu Tương nói: tôi phải xé xác con dâm phụ chứa chai này, ai khiến bà quan nguyên, bà và nó cùng cưng một ruột. Câu nói ấy đã động đến gan ruột của Vương Thị. Bà ta bèn đấm ngực, dậm chân gào khóc, rồi chửi bới: mày là đứa súc sinh vô liêm sỉ, bị vợ cắm sừng. Tao là mẹ mày, ở nhà vất vả khổ sở, mong kiếm được bữa rau bữa cháo,
mày mang đi 200 lạng, không biết sao mà tiêu hết, chỉ còn lại cái túi rỗng mang về. Tao không trách móc mày nửa câu, thế mà mày lại còn đơm đặt những điều vô căn cứ để hãm hại người. Thôi thì mày đánh vợ mày cũng được, sao mày lại lôi cả tao xuống vũng bùn? Tao ở vậy từ ngày mày mới 12 tuổi, đến nay mày xem, con mẹ mày ăn nằm với đứa nào? Mày đã tận mắt bắt được mấy đứa mà mày lại nói những lời như thế? Thằng xúc sinh ngỗ ngược kia, tao thả chết quách đi cho xong. Bà ta vừa gào thằng xúc sinh, chửi mãi cho tới sáng. Triệu Tương ngủ trên giường vừa đau buồn vừa giận dữ. Đợi khi tiếng chuông báo tàn canh, Triệu Tương dậy ngay tới nhà Triệu Vân Sơn bàn bạc. Trời dần dần sáng, Phương Thị dậy xuống nhà dưới, tìm Phùng Thị khắp nơi nhưng không thấy. Đi tới cửa sau, thấy cánh cửa khép hờ, sợ Phùng Thị đột nhiên phẫn chí nhảy xuống giếng. Bà ta bèn lấy chiếc xào phơi quần áo, chọc xuống giếng khua, nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Phương Thị mới cuống lên, vội vã chạy tới nhà Tưởng Vân bàn bạc. Thằng xúc sinh chết dẫm, trời chưa sáng nó bỏ đi, không biết nó đi đâu, cả vợ nó nữa, tìm khắp nơi không thấy, làm thế nào bây giờ? Tưởng Vân nói: tôi đã có cách, không cần bà lo nghĩ đâu. Việc này nhất định là do Triệu Vân Sơn. Hắn biết nhà bà có nhiều tiền bạc nên đã tìm cách lấy đi 200 lạng rồi. Hôm qua nó lại tới gọi đi ăn uống, chắc là hắn lại giở trò gì nữa đây. Chỉ sợ bà không nghe tôi, lại xảy ra xô xát cãi nhau, khiến bà không mở mồm được. Ngay cả việc ấy nữa, cho dù có kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo, thì người xưa đã nói rồi, phải bắt được trên trai gái dưới thì đằng này có ai biết đâu. Theo tôi, phải lên huyện kiện nó về tội ngỗ ngược bất hiếu, để quan trị nó một trận, lần sau sẽ không dám chống đối lại. Nếu không nó sẽ nuôi nết nó, sau này muốn gì được nấy, sẽ chẳng coi bà ra gì. Nó bị cái thằng Triệu Vân Sơn bày mưu lừa gạt, thì tôi với bà cũng đoạn tuyệt từ đây. Vương Thị mới gật đầu nói: anh ấy cũng đúng, vậy anh hãy viết cho tôi lá đơn, tôi sẽ lên huyện ngay. Tưởng Vân nói: tôi mà viết đơn thì không được, tôi có một người bạn ở ngay trước huyện đường, gọi là Đường Sơn Tử. Chỉ cần bà đến nhà, nhờ anh ấy viết đơn, sau này bảo anh ấy dẫn vào. Hiện quan đang ngồi tại huyện đường, việc này không nên chậm trễ, phải nhanh chóng vào thành mới là diệu kế. Vương Thị vội vàng ra về, lấy chiếc khăn cũ chít đầu, khóa cửa rồi kéo theo Tôn Ẩu, một người hàng xóm bán hoa, làm bạn lên huyện để đưa đơn kiện. Tưởng Vân biết bố vợ của Triệu Tương là Phùng Bá Nguyên, ngủ tại đầu cầu phía nam, Trương Đồng Sát Viện, đi một mạch lên nhà họ Phùng. Tưởng Vân nói với Phùng Bá Nguyên rằng: cháu đây không dám bịa đặt, song có một việc lạ lùng oan khuất cần nói cho bác biết. Từ khi con rể quý của bác là Triệu Tương đến đất sở xa xôi buôn bán, người con gái yêu quý của bác ở nhà không ra khỏi cửa, làng xóm ít khi gặp mặt. Ai ngờ Triệu Tương con rể bác tối hôm kia trở về, khi đi anh ấy mang hơn 200 lạng bạc. Hẳn là do chơi bời tại Lầu Xanh nên đã tiêu hết nhãn số bạc rồi. Điều ấy không thể làm cho con gái bác bực bội được. Con rể bác vì thế mà đâm ra thù hận. Đêm qua đã uống rượu say khướt ở Hồ Bạch Long, khi về nhà một mực đổ oan cho con gái bác gian dâm, rồi cứ thế đánh từ lúc mặt trời cho tới mái tận canh hai ấy. Đến nỗi uất đức không chịu được, cô ấy đã bỏ nhà đi từ lúc nửa đêm. Sáng nay tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy. Theo bà mẹ nói thì mình mày thâm tím, tóc bị đứt mất quá nửa, thật là thê thảm, ai nghe thấy cũng phải đau lòng. Vợ chồng cùng hạc với nhau chẳng liên quan gì đến cháu. Sao nghĩ lòng dạ con người thật khó lường, nhất định sẽ bị liên lụy đến láng giềng, nên cháu đến đây báo cho bác biết. Phùng Bá Nguyên nghe xong không kìm nổi, nước mắt rơi lã chã nói: già này gần 60 tuổi, chỉ còn mỗi giọt máu này, nhưng lại bị thằng xúc sinh lăng nhục, nửa đêm đã bỏ nhà ra đi, không biết sống chết thế nào. Già này phải lên huyện cáo quan, bắt nó phải đền mạng. May nhờ anh là người trọng nghĩa báo cho tôi biết, tôi vô cùng đội ơn anh. Lát nữa lên huyện tố cáo, tôi muốn nhờ anh làm chứng, liệu có được không? Tưởng Vân nói: cháu đây là người hàng xóm, bất đắc dĩ phải đến báo cho bác thôi. Còn như đưa đơn kiện, bác suy nghĩ kỹ đi. Việc này can hệ tới tình bố con, không thể vì giận dữ nhất thời
mà làm thương tổn đến tình cảm sau này. Nói xong, Tưởng Vân định đứng dậy ra về, bỗng thấy một người mồ hôi nhễ nhại chạy đến. Người ấy nói đúng như Tưởng Vân, không sai một câu. Hắn là người được Tưởng Vân nhờ mạo nhận là láng giềng đến báo tin. Phùng Bá Nguyên lập tức viết đơn tới ngay huyện Hoa Đình. Chị huyện đang làm việc tại công đường thì Vương Thị xin vào. Nghe Vương Thị tố cáo, lập tức chi huyện sai người bắt Triệu Thương thẩm vấn. Vì sao quan huyện lại dễ dàng bắt Triệu Thương tới xét hỏi như vậy? Vốn việc cáo giác con ngỗ ngược bất hiếu khác với việc cáo giác khác. Muốn bắt người tra xét, trước tiên phải viết chát đòi lên xét xử. Việc đó kéo dài thời gian. Nếu như sai nhật, hối lộ, còn có thể phải gác lại. Chỉ có kẻ ngỗ ngược bất hiếu là lập tức sai bắt để xét xử ngay. Nên chi huyện mới cho gọi Vương Thị vào hỏi tỉ mỉ, rồi gọi Triệu Tương hỏi. Mày mang 200 lạng bạc ra ngoài nửa năm trời, không những không sinh lợi mà bỏ về tay không. Rõ ràng mày là cái đứa con bất hiếu. Hơn nữa về nhà được 2 ngày uống rượu say lại còn lăng nhục vợ. Mẹ đẻ dùng lời hơn lẽ thiệt để khuyên can, thì mày lại nói những lời vô căn cứ, ngược đãi phản bội lại cha mẹ. Điều này mày không khác gì cầm thú. Triệu Tương vừa định thanh minh thì quan huyện đã rút ra 4 chiếc roi vút xuống. Lính hầu hai bên đồng thanh quát thét, lôi Triệu Tương ngã sấp xuống đánh. Đáng thương thay, da thịt non nớt chưa từng chịu đòn roi, bỗng chốc bị đánh rác ra toạc thịt, máu tươi linh láng. Chi huyện mới gọi lại Vương Thị dặn rằng: tội bất hiếu ngỗ ngược xưa nay bản huyện rất căm ghét, đáng lẽ phải đánh chết. Song nghĩ rằng chồng bà chết sớm, chỉ còn một đứa con, ta chỉ đánh trừng phạt để răn dạy sau này. Bà cũng phải hết lòng mà dạy dỗ đi, đừng làm tổn thương đến tình mẹ con. Nói xong mới bảo người đuổi ra. Lúc ấy Phùng Bá Nguyên đã đứng ngoài hiên chờ xét xử xong mở rèm bước vào, luôn mồm kêu oan khuất. Lính canh vội ngăn lại, nhưng ông ta quỳ ngay xuống trước bàn. Chi huyện mới cầm lấy đơn xem, đó là lá đơn Phùng Bá Nguyên kiện Triệu Thương. Chi huyện bèn bảo lính hầu gọi Vương Thị và Triệu Thương quay lại, rồi quát hỏi: mày đã đánh đập vợ, hiện giờ nó ở đâu? Phùng Bá Nguyên đã đưa đơn kiện mày về nhân mạc, mày hãy trả lời đi. Triệu Tương nói: con có đánh vợ thật, nhưng sau đó vợ con chạy xuống dưới lầu, con bị mẹ con ngăn lại trên gác. Đến canh năm con đi khỏi nhà, thì vợ con ở đâu con có biết đâu. Quan huyện lúc ấy chưa biết giải thích thế nào, bèn giam Triệu Tương vào ngục, chờ bắt được Phùng Thị mới xét xử tiếp, cho tất cả mọi người về. Chỉ có Triệu Thương hai chân đẫm máu phải ra vào ngục tối. Tới nhà ngục, nước mắt ràn rụa không sao cầm nổi, rồi như một đống thịt đổ xuống nền nhà ngục. Những người coi ngục xuống đến hỏi, thấy vậy ai cũng thương anh. Ngoài cửa bỗng có tiếng gọi, Triệu Tương mới quay ra thì đó là Triệu Vân Sơn và thằng nhỏ mang rượu thịt để tới thăm. Triệu Tương mới gặp Triệu Vân Sơn, sự uất ức lại nghẹn lên, hai hàng nước mắt trào ra. Vừa nhấp đũa gắp một miếng thịt, bỗng nhiên ngất lịm đi mà ngã lăn ra đất. Triệu Vân Sơn mới an ủi: em ơi, em phải chịu hình phạt ở công đường. Chắc mẹ em cũng không còn giận nữa, vợ em rồi cũng sẽ về. Em bị giam cũng chỉ mấy hôm là được tha, em không phải nghĩ ngợi gì đâu cho đau khổ. Rồi Triệu Vân Sơn lại nói với người coi ngục là Lý Kính rằng: thưa bác, đây là tai họa không đâu, chỉ tạm giam, khác hẳn tội phạm khác. Tôi có lạng bạc, xin bác cầm mua giúp tôi ít thức nhắm, chúng ta cùng uống chút rượu cho khuây khỏa. Còn 2 lạng bạc đây, xin biếu bác, nhờ bác hàng ngày tận tình giúp đỡ Triệu Tương. Nếu có người nào đến suối bác hại em thì bác đừng làm, sau này có chuyện gì xảy ra cháu đây sẽ bàn với bác. Lý Kính rất vui vẻ hứa sẽ giúp đỡ. Bởi thế bị giam cầm, nhưng Triệu Tương không đến nỗi phải chịu khổ. Lúc đầu Vương Thị lên huyện tố cáo con, chẳng qua là muốn răn dạy con, ai ngờ biến giả thành thật, khiến con phải bị giam vào ngục. Còn vợ Triệu Tương đã cho người đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Đêm đêm Vương Thị cứ chằn trọc không sao ngủ được, thấy hối hận về việc đã làm. Rồi một hôm Vương Thị dậy sớm đến bàn với Tưởng Vân. Tưởng Vân mới nói: nếu như đưa biếu quan một ít bạc thì có thể đảm bảo Triệu Tương được tha.
Vương thị phải bán hết đồ trang sức quần áo, được khoảng hơn 40 lạng bạc, rồi giao hết cho Tưởng Vân. Tưởng Vân mới giao cho Xảo Cô đi thu xếp công việc. Xảo Cô tìm gặp Lý Kính nói: nếu ông thu xếp xử tử được Triệu Tương ngay thì biếu 10 lạng bạc, quyết không sai nửa lời. Rồi Tưởng Vân tìm được Phùng Bá Nguyên mới nói: con gái bác nửa tháng nay vẫn biệt vô âm tín, hẳn là đã chết chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không bảo lên quan điều tra ngay để kể hết tội thì con bác phải ngậm oan nơi chín suối đấy. Phùng Bá Nguyên mới nói: lão cũng phải tìm cho ra nhé, bởi thế còn đấn đá chưa tố cáo. Nay được ông chỉ giáo, tôi vô cùng biết ơn, sau này xử án còn mong ông giúp đỡ nhiều. Tưởng Vân nghe vậy mới vâng dạ ra về. Ngay hôm ấy, Phùng Bá Nguyên đưa đơn kiện, đúng lúc quan huyện đang thẩm vấn lại một phạm nhân. Chi huyện lại cho gọi Triệu Tương tới đánh cho 20 roi rồi cho người cùm kẹp. Triệu Tương chết đi sống lại, đau đớn khóc lóc thưa rằng: ngài có cùm kẹp kết con cũng cam chịu, nếu như cha hỏi vợ ở đâu thì quả thực con không biết, thế thì con khai sao được. Chi huyện cũng thấy thương tâm, không cùng kẹp đánh Triệu Tương nữa, nhưng vẫn phải giam để chờ xét xử sau. Triệu Tương thì mồm nói, lấp liếm được vài câu, cũng chẳng ra từ ngữ gì cả. Vương thị tận mắt thấy con mình chịu hình phạt vô cùng đau đớn, về nhà mới oán trách Tưởng Vân: tôi phải bán quần áo, đồ trang sức đi, lấy tiền đút lót cho quan. Anh bảo đưa rồi, quan lại nhận hối lộ, sao vẫn còn hành hạ nó thế? Tưởng Vân nói: nếu quan không nhận được lễ vật của bà thì hôm nay đã tra khảo kết tội rồi, chứ đâu được tha thứ. Có điều dù quan có thương tình thì cũng phải trừ tận gốc, bây giờ ta phải nói thẳng với Phùng Bá Nguyên mới được. Rồi Vương thị lại lấy từ trong cháp ra tờ văn khế ước mười mấy mẫu ruộng giao cho Tưởng Vân định giá, đưa cho Phùng Bá Nguyên để Bá Nguyên im đi. Tưởng Vân vớ được tờ văn khế, lập tức xuống làng gặp chủ thuê ruộng, viết lại tờ văn khế nhận ruộng khác. Xong việc, Tưởng Vân tới gặp Cố Kính rồi nói: tờ khế ước vay nợ của Triệu Thương lần trước tôi đã sao ra một bản rồi trả lại, như vậy bản gốc còn ở chỗ anh. Nay Triệu Thương phạm tội phải tù, mà nó còn nhiều của cải lắm, nếu anh cùng với mấy người anh em nữa đến nhà nó làm dùm beng lên, mù quả phụ ấy phải tìm đến tôi, thì từ đó chúng ta có thể gỡ gạc được. Tôi hứa sẽ chia đều cho các anh. Cố Kính thấy thế mừng rỡ nói: tôi đâu dám không nghe lời dạy bảo của anh. Ngay lập tức hắn dẫn một số người đến nhà Vương thị gây gổ. Vương thị mới cuống lên tìm đến Tưởng Vân nhờ xin xử. Sau đó Vương thự đành phải bán hết đồ đạc bàn ghế để hoàn trả, chỉ có lần ấy mà cũng tốn hơn 20 lượng bạc. Vương thị ngày càng uất ức không ăn được, chưa đầy một tháng thì đổ bệnh. Đêm lâm chung, bà ta nghiến răng oán hận Tưởng Vân. Bà nói: nếu không có thằng khốn nạn ấy thì nhà ta sao đến nỗi này. Bà mới kêu lên một tiếng, máu ọc ra hàng chậu rồi tắt thở. Từng có bài thơ than tiếc cho Vương thị: con vào ngục tối, dầu mất tích, ân ái đâu ngờ thành nghiệp oan, nếu như khóa kín phòng xuân lại thì sao ngậm tuổi dưới suối vàng. Không biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.